Cái thông tin mà hồi nãy là cái chú định ở trong Bình Phước đó á, là tìm người thân ở bên nào hay là ở Mỹ Đức Bình An ấy, đấy là đúng ông chú của tôi, cô tôi ạ. Trời ơi, vậy sao? Dạ hôm nay món nghi học trưa đây. Ồ, là cái tin của ông Quýnh á hả? Dạ là chú ông chú ruột ạ. Trời ơi, vậy à? Dạ Ôi, học trưa món nghi học trưa tin mà thành học trưa học. anh định lên mà anh trình bày mà anh khóc quá trời phải không? À, để đấy à, món chúng món gì thì thầy đây này thành được biết là ông chú ruột của tôi à. À, có chắc chắn không, trùng trùng ở những điểm nào? Không, giờ trời đúng là ông đi học mà lâu lét tao giờ mà ông có gì ông giờ một năm á là năm sáu mươi mười bảy ông có gì một lần là năm đó tôi mới có 2 tuổi ấy là ông đi tới bây giờ mà bây giờ ông anh mấy ông anh của cô chú đó chốt hết rồi, ông anh thứ bảy, ông anh thứ bốn, ông anh thứ ba rồi chết rồi, bà chị thứ năm cũng chết hết rồi, bây giờ còn lũ em không ấy, em còn ông chú ông bác không, giờ còn không có ai nữa đó. À, nhưng mà thì cô thấy trùng khớp ở những điểm nào mà cô cho rằng đó là ông Không chú? không không đúng rồi, đúng rồi, ông chú qua tôi ạ. Rồi cô cho con biết là trùng khớp ở những điểm nào coi. Ông đấy là hầu ông chú của tôi á, thì tôi giờ trùng khớp là nói ở bên Mỹ Đức Bình An mà ông họ Nguyễn là đúng á, đúng á, chứ Ông không có có sai chút nào đâu chú ơi. cái tên ổng là tên gì? Ông Nguyễn Văn Quấn, À, Văn Quấn Quýnh. Quân gì đấy À, à, ông do Nguyễn Văn là chú Quýnh. đi học lâu ở hầu chú đi học lâu chú ơi, chú không có vợ, chú đi 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 rồi chú mới có vợ À, đi rồi đây mới có ông. vợ. Dạ có vợ xa chú ơi, đâu có vợ. Coi chừng lộn rồi, tội nghiệp người ta nha. Coi chừng Không lộn đó. không 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 có lộn đâu chú à, tôi nghe hồi nãy giờ tôi hôn bút tay là thành tiện chú mà không có Thì được à. con nói với con hỏi cô là trùng khớp ở những điểm nào, cô không đưa ra được cái việc trùng khớp, làm sao cô dám khẳng định là trúng? Không, do là nói vậy là tôi biết rồi, là ông chú tôi là ở Mỹ Đức là hầu giờ là nấu đi nấu giờ hết ra mà ông chú tôi ông không có gì à. Hầu cái ông đấy ông mà ở quê tôi giờ ông ở Bình Phước đây là anh em đấy ông giải phóng là ông cũng có tìm gì à. Mà ông về một lần là ông mới là ông chú có vợ mà khổ lắm họ mới giải phóng vậy, ông đó ông vô Bình Phước ở tao bây giờ ông cũng có về nữa, cái ông mà họ điên được cho chúng tôi vậy là ông về ông mới khổ lắm ông nói ạ. Ông giờ có một lần đó vô khám giọng thèm mẹ ông đầu thâu, ông giờ cũng vô trong Bình Phước ở luôn tao bây giờ ông có giờ mẹ ông chết ông cũng cái giờ là ông bạn với ông chú tôi vậy là ông vô trong ở luôn, ông có giờ tao giờ ông có giờ nữa thành không có hỏi thêm được, hỏi thêm có một lần ông vừa làm đấy à. À ông nói khô lên ông nói à, cái năm mà giấy phép ông xem là 75 78 là ông đánh giá và ông ở luôn vô luôn tao giờ ông có gì nữa. Dạ, cái vấn đề là vấn đề như vậy nè, là nghe cái người con kể lại đó, là nghe người cha kể là khi người cha đi lính về sau 20 năm đó, thì về đó là bà con dòng họ là không còn ai nữa và cũng không biết đi đâu. Đó, mà bây giờ nghe cô nói là cô đang còn ở Bình Định thì con cũng không biết là Đó cái việc này. tôi đang ở thôn Mỹ Đức mà tôi là À. con gái của ông anh của ông đấy, con gái À, chứ con còn gái của ông Quýnh. ông cha ông chết mất rồi, ông cha của tôi là ông anh của ông đấy chết mất rồi. Dạ. Vậy là có nghĩa là cô đây với anh Định là con chú ông bác. Chú là bác, tôi con nhà bác. À. Bây giờ con ấy mà nhờ chú Tân Quỷ chiến giùm là con ông bác con là con hết, con sống chứ mà bác đồ chốt hết rồi. Bác trai bác đồ chốt hết, cô cũng chốt hết rồi. Giờ chỉ còn con ông bác, con bà cô. À, bây giờ thế này cô nè, gọi là con đó thì là con chỉ là kết nối thôi, còn cái việc mà trong gia đình có những ai hay là có những đặc điểm nào để mà chúng ta xác nhận đó, thì cái đó là phải nói chuyện với anh Định. À, miệng rằng Giờ làm sao nói được chú, thế giờ được làm rồi, sao nói gặp được người đấy yên chí, yên chí, yên chí, con sẽ kết nối. à. Dạ, con sẽ kết nối À. sau đây, nhưng mà đại khái là con đang giải thích cho cô vậy đó, là con chỉ là À. ghi nhận thôi, chứ còn nói để mà có biết đây có đúng hay không thì nó gồm nhiều bước. Thứ nhất là phải nói chuyện với anh Định đó, để anh Định muốn hỏi những điều mà ảnh muốn biết, để anh xác nhận cái buổi ban đầu. Còn sau đó nữa đó thì cái bước cuối cùng là chúng ta phải đi đến cái kết quả ADN. À, đó thì đôi bên mà Do có niềm tin với nhau á. hồi nãy giờ là tôi cũng có nghe cái câu chuyện là chú định ấy ông nói trên mấy đây nè, thành cũng có nghe đầu đuôi Dạ. nghe rầu Dạ. nghe rầu nãy giờ ông cứ đấy ông khép rồi ông cứ anh em Dạ. người con rồi thành nghe rầu Dạ, nghe rồi hết rồi, con hiểu rồi. rồi. Vậy là có nghĩa là cô đã nghe rồi, cho nên là cô cũng xác nhận được. À. Nghe rầu thành mới lật đật là mới mới tìm chỗ chéo là bấm dùm chừng xuống biết ngõ bấm.
À, nhưng mà cho con hỏi À. nè, theo cô đó Ừ. thì nó đã chính xác chưa hay là đang nghi ngờ thôi? Không, chính xác, nói thiệt là cho tôi biết cho từ chú giờ nhờ chú có nói cho mày giờ biết tôi Rồi. biết mà nãy giờ tôi không biết ngõ giờ kia mấy là mình bỏ ba cái bốn gờ là nó không biết thành giờ lên nhà của em đây là có ba file là mình cũng biết ngõ như giờ chú kéo ấy nó bom dân Dạ. cho biết ngõ Rồi. tôi thiệt chú lại Cô đừng làm người ta mừng hụt nha. Cô đừng làm người không ta mừng nói hụt thiệt nha. á không Dạ. nói thiệt là tôi cũng đôi hồi hộp đây Dạ, nếu mà ví dụ như đang nghi ngờ thì chỉ nói là đang nghi ngờ thôi chứ đừng có nói là nói trúng rồi lỡ không trúng rồi tội nghiệp người ta. không đúng mơ hồi nãy giờ mở hồ hộp chưa mất nghi hồng chồng hồng trưa giờ này thành mới biết À. mà cũng có những đó nha không biết ngõ mới biết ngõ bom chú Dạ. là hầu giờ cũng nghe chú lên đi tìm người Vậy thân đồ là luôn cho biết chưa mà đi trúng không biết trúng ngõ bom dạ vậy là trúng tên ông Quýnh với trúng tên là đi bộ đội khi đó là chưa lấy vợ và chưa cũng nghe nói là lên Bình Phước ở là trúng ở những điểm đó. do là cái ông hầu đấy ông cũng ở Bình Phước là ông dìa dìa sao có một lần ấy cái ông vô trém ông bị ông chết mà ông cũng có gì nữa cái ông đấy là đi một lượt với ông chú tôi à Dạ. là ông mấy cơ ấy giờ nói là À. mấy người lớn mấy nào hay đủ em đấy nó không biết đâu nó không biết ai Rồi, đâu rồi. sao nó biết được hầu như nó đâu có gì vô đủ đâu có cứ vợ với vô là nói biết người này người kia Dạ. không có đâu đi mới cứ vợ Dạ thưa cô, cho con hỏi là vậy cái địa chỉ mà anh định nói đó là ở cái gì Mộ Đức hay cái gì hả? Mỹ Đức À Mỹ Đức. Mỹ Đức bây giờ là Tây Tây ở Mỹ Đức là thôn là thôn Mỹ Đức xã xã Tây An giờ không còn xã là Bình An nữa giờ cái lại ấy Dạ. là thôn Mỹ Đức xã xã Bình An là bây giờ xã Tây An Thuộc huyện huyện nào? huyện huyện Tây Sơn Dạ. huyện Tây Sơn Ủa với tỉnh Bình Định mà hồi xưa sao mà có về đó tìm mà sao không ra là sao? hầu kia là không phải hầu kia là thôn Mỹ Đức xã Bình An rồi Dạ. là hiện Tây Sơn hầu hầu kiến có hiện Tây Sơn hiện An Dạ, Khơ của tỉnh dạ. hiện Bình Khơ của tỉnh Nghĩa Bình Rồi, bây giờ thế này, chứ để con báo cho anh Định liền ha, để con báo cho anh Định liền. không Rồi phải cô nhờ chú đi ráng chờ cho con chút xíu rồi cô nói chuyện với anh Định nha. Dạ rồi dạ cảm ơn dạ. chú Dạ 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 dạ. Rồi, rồi tạm biệt hầu cô. kia bây giờ giờ nấu chiến đi đi xã khác cái tên khác phải không chứ không có đi Dạ. được Rồi con sẽ kìa kết nối nhóm cho cô nói chuyện nha. Dạ dạ. Dạ. nhờ chú nha chú Dạ 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 dạ. Dạ. Rồi thưa anh Định, trước màn hình chúng ta là cô Thông ở Bình Định. Thì nghe cô Thông báo đó là khi nghe được cái clip của anh đó thì cô Thông có nghi ngờ và cô Thông cho rằng anh là con chú của cô Thông và cô Thông là con bác. Vì vậy cho nên là hôm nay em kết nối để cho anh và cô được trò chuyện với nhau xem thử đây có đúng là người nhà của mình hay không anh nha. Rồi, vậy anh Định chào cô đi ha. Dạ, con chào cô. Chào em. Bây giờ thì em ốm đâu? Bây giờ em ở Bình 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 Long Bình Phước. Mà sao em biết hầu khi đi lâu rồi mà sao chú ông không cho biết địa chỉ là sao tới bây giờ em mới tìm dữ vậy? Bởi trong nhà có năm năm chị em một chị gái đầu. Mấy chị nãy chị nghe rồi. Chị nghe là con em anh chị em rồi. Rồi bây giờ mà sao lâu rồi mà chú ông không cho biết vừa nậu mà sao em biết mình Đức rồi ấy Ba ông cháu kinh lắm, hỏi ông không có nói. Từ từ cái ngày mà em học lớp 4, lớp 5, lớp 6 á, là em thấy người ta có nội có ngoại, em mới chạy về em hỏi ba ba bên nội mình sao ba, rồi ba cứ trả lời rồi một ngày các con sẽ hiểu không à, chứ ba không có nói gì hết, ba im luôn. Rồi giờ con giờ chú cứ nghĩ là sợ ba nhiều khi đi ra ngoài á, thời đi xa gia đình ba có con rơi con rớt gì á, rồi ba không có dám nói. không có hầu giờ chờ chú đi không có vừa có đồ ra mà giờ em có vừa không có vừa chưa Dạ, em có vợ hai con rồi, con nhỏ năm nay cũng 20 rồi, còn con ủa lớn có mấy mấy đứa kia có vừa hết chưa nên đứa ơi dạ có gia đình hết rồi chị. rồi má qua má em cũng còn hay Má thì giờ bệnh, má bệnh thần kinh lúc 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 tỉnh lúc mê mệt lắm, khổ lắm. Dùng nói cho đúng là chị mới nghe cái video hồi trưa giờ đây nè mà chị không biết ngõ tìm tân quỷ
Rồi nãy con cháu vải của chị ấy, nó giờ nó nói rồi nhìn. Chị mới xài 3G hay là yếu quá. Ông tên quỷ ông mới nói là lên nhà đây là có 3 file ấy, là nó mới đứng mới rõ ràng. Thì thôi em nói thì cho chị nghe thì cũng đúng là con cháu ruột của chơi của chị. Mà nói thì em do là nói Mỹ Đức ấy, mà ông ở Mỹ Đức là ai nào đi nào cũng dở hết. Chỉ có một mình chú của chị là không có dở. Mà khi nay cũng mong đạo lên, mà bây giờ là mấy ông bác ấy chết hết rồi em. Bây giờ chỉ còn có một bà cô cũng chết mất rồi. Bây giờ chỉ còn má chị là bà thứ bảy là còn sống. Còn ông ngoại chết nay 10 năm rồi, là ông bác ông anh của chú ấy là chết 10 năm rồi. Rồi ông thứ bốn ấy cũng chết nay cũng được Năm luôn ạ. cũng mừng năm 10 năm em. Ông thứ bốn cũng chết rồi, ông thứ ba cũng chết rồi. Rồi cái bà thứ năm ấy, bà cái thứ năm ấy thì mới chết trên đây cũng được 5 năm. Nhưng mà gia đình mình cũng ở quê hay Cũng ở tại thôn Mỹ Đất luôn, ở cũng tại ở cái thôn? nhà cũ. Ở nhà cũ hầu hầu là chú ông đi về đấy á, là má chị nói là hầu là chú ông về là chị mới có đi đâu có vài tháng ấy, là chú ông về là ông nói là chị đi con gái với chị bé vậy. Má chị nói là đi con gái vậy là đi tới bây giờ là biệt tết biệt tem. Rồi cái ông hôm bữa trong cái năm giải phóng về được 3 năm ấy, là cái ông ở đấy hỏi là ông đi với cháu ấy, là ông có giờ là mà là ba chị ông coi thêm là nuôi chưa hình như từ đâu là nó khi đến thấy đâu ấy vậy đi. Ông nói tôi đang bay cơ, tối vì này là kêu bay cơ. Dạ, ông ơi vừa có vợ cho mà khô lắm. Ông vừa rồi sao ông đấy ông vô rồi tao bây giờ ông có giờ nữa mẹ ông không giờ mẹ ông còn sống, mà ông vừa rồi ông vô tao vừa mẹ ông chết ông cũng có giờ tao vừa ông cũng giờ mấy chục năm nay nữa thành biết ai hỏi thêm rồi đó. Là vừa ba của em mày chết lâu chưa? Ba con mất năm 2001 á. Dạ ông ngoại chết 2013 ấy. 2000 dễ như vậy chú không chết lâu quá mà ông ngoại mới chết 2013, tháng 8 2013. Ba con mất năm 2001 á. Vậy chú ông chết trước và ông ngoại luôn á. Chết trước ông anh ấy. Ông anh thứ bảy ấy là chết trước nữa, ông ngoại ông chết năm 2013. Chú cha khi nay nói cho mà cũng trong đạo lắm mà có biết gì đâu mà đi tìm đi kiếm em không biết, mà vừa món đi hầu trưa ra thành lập đặt vùng trùng mà không biết ngọ mơ. Hầu giờ chị cũng có coi là tân quỷ là tìm người thân rồi chị biết chứ mà điều chỉnh biết mà mơ. Rồi đây nhờ cũng cho quậy nó mưa mưa mà chị xài 3 4 gửi là để tân quỷ ông quấn rõ mới lên đây cả nhà có ra sai vậy rõ. Thì thôi bây giờ cũng nếu như em muốn tìm gì ấy là em giờ là thôn Mỹ Đức, bây giờ hiện bây giờ là xã Tây An chứ không hầu kia là xã Bình An nha. Bây giờ nó cái lại hầu kia là một xã là ba Bây thôn. giờ ở đây ghi địa chỉ ấy Bây giờ em ghi địa chỉ ấy, chị nói cho cái xã cái thôn đậu dở lắm. Dở lắm chứ không có cái thôn hả? thôn Mỹ Đức mà hầu kia là cái xã Bình An là 4 thôn mà bữa nay nó chia ra đâu. Bây giờ là kêu là xã Tây An Vậy trong nhà có ai Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Văn Bé không? chốt hết đầu mấy người đó chị không biết, hầu giờ mấy ông chú chốt hết này chị không biết. Giờ em chị có biết mấy người lớn không ấy? Ông thứ 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 lớn ấy, ông thứ bốn ấy là ông tên gì cả hề Nguyễn không ông tên gì ạ Ai đâu biết đã nữa. quên tên mất không. Tên của ông cha của chị là Nguyễn Xuân Thúy, của bà vợ bà mẹ bà cô ấy là Nguyễn Thị Giòn. Còn mấy người kia chốt hết chị không biết. Nguyễn Thị Giòn là bà cô thứ năm là bà hằng chốt mất không. Vậy là bên 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 nội là được bao nhiêu anh em? Ông thứ bốn đây chốt rồi, ông thứ ba cũng chốt rồi thứ năm cũng chốt rồi thứ thứ sáu cũng chốt đâu đâu mất hồn em cũng chị cũng biết rồi thứ bảy là ông già của chị rồi thứ tám là bà cô rồi thứ chín đồ chốt đâu mất hết đây. Ba của cô em là thứ dư á, Ba của em là có máy. thứ dư út út á. Tại vì giờ này từ hồi nãy giờ con hỏi về bên ba đó, ba không có trả lời, không con trả lời, nó giấu kín hết cả Ông nên ông đi, con cứ sợ ông đi ra ngoài nhiều khi ông có con rơi con rớt ông không có dám nói. không có hầu như ông có vợ lần nào
À, rồi xong bắt đầu á, mấy con mới sợ vậy, con mới về câu hỏi có ông chú mà đi làm với ba từ 5 7 2 giờ á, thì con mới hỏi, con mới chạy ra con hỏi, thì con hỏi chú Điện ơi, ba con từ hồi nào đi ra ngoài có cặp bồ cặp bịch gì không? Thì chú đó chú mới nói là không đâu, ba mày sống chuẩn lắm, ba mày coi như là chỉ có mình mẹ mày thôi, chứ không có ba mày không có sống mấy đâu Ông đó. nói gì, ông nói gì, ông còn sống không? Ông mà chú hỏi đi, con hỏi đi, em hỏi đi, còn ở bằng đấy không? Con đây có em 5 cây lận, Ê, ông đấy cũng lớn rồi chưa? ông lớn rồi, ông gặp ba từ năm ba, gặp ba con từ 5 7 2 tới giờ mà ông còn sống. Ông đấy cũng lớn rồi mà sao, tại sao ông giờ bị này rồi, ông vô đem ông ơi lúc đầu đem ông giờ nữa không, giờ mẹ ông còn sống mà giờ ông đi, lúc tao giờ cũng tin tức mà mẹ ông chết ông cũng có giờ nữa. Không biết, con không biết ba, nhưng mà không biết ba làm sao đó mà con hỏi ba không có trả lời, mà con nghĩ nói nếu mà ba có gây cấn với gia đình nó, thì cái lúc ba đi đi cách mạng á, ba đi tham gia cách mạng thì ba mới có 16 tuổi thôi, thì làm gì có cái chuyện học, làm Không gì có cái có, gây cấn có trong gia gì, đình. không có chuyện gì đó. Đúng rồi, Thằng, ông nậu ông chết năm 76, bà nậu bà chết năm 81, năm 80, bà nậu bà chết năm 82 á, ông nậu ông chết năm 76, ông bà hồi bà cũng trong lém mà không có tin tức gì hết, mà không có tin tức hết đó. Không biết không đâu, không đâu rồi không có mà tin tức. ba con mấy chú hỏi vậy á, thì ba con chỉ nói là buồn bên mẹ con thôi, tại vì bên mẹ con á, là hồi đó ông Dượng mà lấy bà cô ruột của mẹ đó là làm bí thư xã, mà khi đơn vị về lấy lý lịch bên vợ để mà làm kết nạp đảng á, thì ông Dượng đó ông mới ghi vô trong hồ sơ là nói có ông chú đi lính cho Pháp, thì đúng bên mẹ con là có ông chú đi lính cho Pháp, thế là về ba mới lắc. Đứng sao đứng hình mà bay để giải tân quỷ ông nên ta tôi không bước cái chị đỉnh mưa, chị đỉnh mưa Nhưng mà hồi ba con đang đi học trong trường ha, hả hả chị? À, ba em đang đi học trong trường hả? hầu đấy chị chưa đi mà chị có biết đâu, mà chừng xem đi má là cứ lại vậy á, nói hầu hầu điểm mà được 2 3 tháng vậy chú dư mà ông giờ ông gì ông hỏi chị bé nghiệp thì bé đi rồi hen vậy, đi rồi vậy thì đi luôn luôn tốt bây giờ luôn biệt xứ luôn, Nhưng mà chính thức có phải ba em là sinh năm 38 không? chị cũng biết nữa, ý là chị nghĩ ông già của chị là sinh năm 30, Ai cái mũi ông đi già chị hoài sinh năm 30, ông già của chị là sinh năm 30 mà ông đeo là sao ông chốt sốt giữa em. trời ơi, Ba em ấy ông đeo là sao ông chốt sốt dữ vậy? ông khỏe mạnh bình thường, không có cảm cúm gì hết mà đùng cái tai biến cái ông đi luôn à. Trời cha. Vậy ông đi trước bà của chị nữa, bà chị mới chốt hôm năm 2003 rồi. Tháng 8 2003. Nhưng mà giờ còn mẹ, mà mẹ thì ốm yếu, mẹ bị bệnh thần kinh tính ra là cả 3 năm nay rồi. À, cũng ở dưới em, mẹ nào ở dưới ai? Nào ở dưới anh? Ở với em thế, ở ngoài Bình Long á. Sau khi nào có dịp thì em cứ nói địa chỉ đó, rồi em giờ đi cho biết, giờ giờ đây còn con cô con bác còn không, chứ còn không có mà bác gì nữa đó, cháu thoát rồi, giờ con cô con bác không thì chứ không có còn ai đó, chứ không còn ai nữa đó. Khi nào em giờ đã biết địa chỉ đấy, nào em giờ là có mình về phía mà đi ra bên kia miền Đông miền Tây đấy, ở ngoài trong đấy đi đi chiều lại, giờ mình là sáng em ra ngay xã Tây Vinh đấy là điện chị vô chị chớ cũng được, xã Tây Vinh là cách nhà chị con coi số rồi, ngay chỗ ủy ban là xã xe nó giờ nó thường giờ đấy xe đấy là em ra đó dỗ đến. Có biết những cái ông bác ông chú hồi trước tới giờ không? Sao Nói là những ví dụ anh của ba con hay là em của ba con, em của ba em á. em anh hết này chứ ai, ba là con út mà anh chứ mà chốt hết rồi, bây giờ không còn ai nữa đó, chốt hết ông thứ ba rồi cũng chốt, ông thứ bốn cũng chốt rồi, ông ngoại thứ bảy cũng chốt, bà thứ năm cũng chốt, bây giờ chỉ còn con không, Vậy ba em là thứ mấy? thứ út Ba thứ dư sao ông lý lịch, nội lý lịch nữ của ba
Hồi trước em đọc được á, là có Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Văn Bé thôi. Tại vì đi lính đi mà khai vô ai quá chính xác như bây giờ là em hầu như khai láo khai tuần khác rồi cho khó khác hết á, chứ không có giống như giờ đâu. Ví dụ đại mình giờ đã đậu điều chỉnh lại là tuần đúng tốt tuần cho học viên nấu khai rồi bài bảo này qua tuần rồi giống đâu em. Hồi đó em đọc trong cái lý lịch của ba là cha là Nguyễn Văn Minh, mẹ là Trần Thị Liên. Bây giờ ông khai ông đi ông khai tầm bảy khác chứ không có đâu, không phải đâu em. Giờ nó khác không phải như bây giờ đã là chính xác này, giờ đây là đến ngày nào đủ nó biết chính xác cái học chưa đã khai tầm bài bài đi giải phóng rồi đầu nó điều chỉnh hai ba lần mới mới đúng cho đầu hay như giờ Chị này. cho số ấy là cho số điện thoại ông hả này? Bây giờ em mua mua thì chị cho số điện thoại nữa, khi nào em giờ đánh là em xả tay quên là em gọi là vô đón cho. Chị nhìn cái hình của ba em coi giống ai ở ngoài đó. Ôi chỗ đâu hình đâu đưa đưa đi chị coi thử đi, bây giờ già hết rồi còn có biết ai đâu, chị cũng già rồi đây, chị cũng 60 tuổi rồi. Ông anh của chị cũng mất hết rồi, chết mất không. Giờ đây chị cũng lớn tuổi rồi có nhớ quý gì này em có nhớ đâu, Đâu có thể nhìn thấy nhìn chỗ thử ngoài đi không? cũng nhớ lên coi thử đi, em nhớ lên coi thử đi, nhớ lên chị coi thử đi coi giống không ông ngoại không. Đây em chỉ có cái hình này nè. Bây giờ nói đúng là chị không biết giúp hay không mà chị biết thôi, giờ chị nói em chuyện gì bây giờ chị cho số điện thoại của chị rồi em không tin ấy, thì em có nhận được người này là đi sớm thử thử nó quan bác rồi thử nó có trùng không vậy thì con Dạ, tôi vậy là con của chị kêu người này bằng 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 ông. ông của chú ông của mẹ Ông có ông mẹ, chú đúng đúng rồi, ông chú của của mẹ. mẹ. Cái bằng ông thì là sao sao nhìn giống dữ vậy? Dạ dạ Thì thôi bây giờ chú giờ này thông cứ cho số điện thoại của tôi rồi nếu như thằng em mà nó có nhận được vị này thì nó không tin thì đi thử con ông bác ấy ông bác anh trai tôi đồn thông vị rồi này mà được rồi anh Định ơi, được à. rồi em nói chuyện với anh Định chút xíu này. Rồi anh Định tạm tạm thời để đó đi, để ba ở đó rồi em nói chuyện với anh với chị chút xíu, với cô chút xíu. Được rồi em trai, cho mẹ ngồi giữa màn hình mẹ nói chuyện đi. Em trai ngồi qua bên nha. Bây giờ thế này, cô nè, anh nè. Theo như Tuấn Vị đó thì Tuấn Vị quan sát thì Tuấn Vị thấy rằng á là đối với cô Thông thì cô cho rằng là cái trường hợp mà anh Định trình bày đó là đúng là ông chú của cô Thông. Nhưng mà theo Tuấn Vị nghĩ đó thì thật sự là cái bằng chứng thì chưa đủ thuyết phục. Tuy rằng cái việc này á, thì là đối với cô thì cô cũng chẳng nói dóc nói láo để làm gì, nhưng mà chỉ có một cái là đôi khi chị sợ là cái sự nhầm lẫn thôi. Rồi từ cái sự nhầm lẫn đó lại mất đi cái cơ hội tìm người thân của bên anh Định. Vì vậy cho nên là Tuấn Vị nghĩ là cái việc mà thử ADN là cái việc cần thiết. Còn trong trong cái quá trình này nè, trong cái quá trình mà khi chúng ta chưa thử thì đôi bên cứ lấy số điện thoại của nhau rồi để hỏi và tìm hiểu về nhau nhiều hơn nha anh nha. Hoặc là cô cũng vậy, cô thấy cô nhớ được điều gì thì cô nói với anh. Còn Tuấn Vị thì Tuấn Vị cũng ghi nhận đến đây, mang tính là cũng ghi nhận cái thông tin ban đầu. Rồi khi nào mà thử ADN mà trúng thì Tuấn Vị cũng chúc Rồi mừng cho đôi bên. cho em số điện thoại của chị đi. Thằng em thằng con đã nói cho em cái gì thử thử ai em là đúng chứ còn giờ chị nói em cũng tin thấy không không có Thật nhân mà dịp chị nào cũng tin được phải không, dạ em thật có nhân dịp nào giờ bữa nay cũng như đi đâu du lịch bữa chứng gì đâu tại thằng nha em mới về ngoài thôn bao nhiêu năm mấy chục năm nay rồi thằng em mới về ngoài thôn thôn ở đâu không cái đất giàu nào cũng đâu sao không tìm họ nghĩa không tìm thì họ bùi. không phải về tìm họ Nguyễn nhưng mà có một cái anh đưa đi tìm cái dòng gia phả họ Nguyễn thì không có ai họ Nguyễn. Sao lại có sẵn có Cái mà anh em đâu? nghe chị rồi Cái nãy anh nãy chị nghe em nói nãy chị nghe em nói rồi nói đâu thôi bây giờ đừng nói chuyện đó chị nghe em nãy đâu thôi bây giờ chị nói tốt nhất là em có đi cũng như đi du lịch ấy là em về vị này cũng vẫn đi phía mà đi chiều thì sáng có đây cho mấy thì em về vị này là trước nhất là em cần em không tin thì cứ đi thử ông anh quan bác ấy là chưa cũng nói thử cho chị đi không thử ông anh quan bác của chị ấy nha. Dạ. Vừa vừa thì đến thì sáng đó trong đó thì chiều là tối là sáng là đêm vừa là tối này rồi ra chỗ Dạ. xã Tây Quân đấy à, em ghi cho rõ ràng cái xã với địa chỉ là ra xã Tây Quân là nhà chị là thôn Bình Đức là chị em cứ cần của số đó là chị đi tối xã Tây Quân rồi là đêm vừa là tối xã Tây Quân Trong rồi cái số điện thoại không? đúng là em đi đó Thôn là đi thử Bình Đức xã Tây Quân xã Tây Quân thôn Bình Đức
Vậy là trước mắt thì trúng tên là trên tên chú Quýnh, và cũng đi lính rồi không có về, Lâu lâu rồi không về dạ, thì rồi trùng với cái địa bàn, địa hôm điểm, hôm 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 đấy dạ. Theo Tuấn Vị nó nổi nghĩ, đủ giờ hết mà đâu dạ, có mà nghỉ được nhiều. theo Tuấn Vị nghĩ là nên xét nghiệm ADN, đôi bên nên xét nghiệm ADN để yên tâm về nhau hơn, dạ, Dừng dạ. ở đây tốt ạ. Thôi em cứ giữ cái số điện thoại đấy nha. Rồi Dạ. vậy thôi, bye bye, cùng cảm ơn chú Quỷ Dạ nha, không để cho dạ. cũng thời gian cũng lâu quá, cùng cảm ơn chú á. Dạ Khi dạ. nay tôi quên chương trình của chú luôn rồi. Dạ dạ. Vậy thôi cảm ơn Dạ nha. dạ. Rồi, Rồi để con. có gì Rồi cô thoát ra đi, con muốn nói chuyện với anh Định chút xíu. Cô tắt đi cô. Dạ anh. Theo như cái cảm nhận của anh thì thế nào? thì cảm nhận của anh là thấy nói ngoài thôn từ mấy chục năm nay anh theo ba anh hỏi mà ba cứ giấu, ba không nói cho một ai biết hết, kể cả người bạn mà làm chung với ba từ năm 72 bây giờ, là mấy hồi đó ba đi làm công ty khai hoang thì ở trong rừng không à, Dạ. rồi chú đó nói là cứ ở trong rừng thì trà công ty cấp rồi đưa trà ra pha nước trà uống rồi hỏi chuyện nói chuyện này chuyện Dạ. kia thì được, mà gia đình thì ông không bao giờ ông nói ra Dạ, ý em á, đó. ý em là sau khi tiếp xúc với cô Thông á, chị Thông á, thì anh có cảm nhận gì không, và theo anh nghĩ là đây có thể là người nhà của anh chưa? Chắc có thể rồi, chắc có thể Cũng cũng có thể anh ha, nhưng mà gọi là để chắc ăn hơn thì nên thử ADN anh ha. Rồi vậy thì tạm thời trước mắt thì cũng xin chúc mừng anh là khi đã có cái thông tin để trong lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn. Chứ hôm qua anh lên chia sẻ đó thấy anh rất là nặng nề về cái tâm lý, nên là nay mà tiếp nối kết nối được với gia đình bên nội thì đó là một cái sự mà giải tỏa tâm lý rất là lớn đối với cái của cuộc sống của anh và cái tâm hồn của anh. Thì em trước mắt là thấy chúc mừng anh. anh nói vậy nè, từ hồi nào vậy mà ba ba của anh á đi ra ngoài xã hội sống nhiều người thương lắm, không bao giờ phiền một ai, với lại chú ở ngoài đó chú kể nó ba mày viết chữ đẹp lắm, mỗi cuộc họp là bầu ba mày viết thư làm thư ký không à, đó là ông viết chữ đẹp với rành rọt này kia nọ, mà tại sao mà cứ hỏi về bên nội cái tính nó mấy chục năm nay rồi mà ông không có trả lời đó, ông cứ trả lời là rồi một ngày các con sẽ hiểu chỉ vậy thôi. Cái năm 2000 tai biến cái anh ra anh chăm ông ở ngoài bệnh viện á thì ông lăn ở mấy cái đầu kẻ tay nè, thế anh bóp cho ông thì ông kêu là bóp chỗ này được đó con, dạy dạy được đó con, xong ông chỉ than thở thôi, ông nói là ba sống ba không làm gì được cho các con, ba bệnh ba nằm xuống các con. Thì anh nghĩ khi đó ngày đầu tiên là ông mê man, nhưng mà ngày thứ hai là ba tỉnh lại, ngày thứ ba cái thấy ba cũng tỉnh tỉnh, cái chiều tới cái ba liệm đi trưa chứ, chắc trưa chắc trưa là ba liệm 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 đi là 4:30 sáng là ngày thứ tư là mất luôn à đó. Anh chỉ tức một cái là vậy nè, nhà có 5 người con, và chị đầu thì lớn rồi, chị đi làm công ty rồi làm cơ quan rồi bà ở cơ quan luôn, còn ông anh kế thì ông tới lúc đó ông cũng đi làm luôn rồi, còn có mình anh ở nhà tiếp xúc gần với ba thôi, mà thấy ba ba cứ nằm ba để hai cái tay ba lúc nào cũng vậy đó, hai cái tay ba ôm trên cái đầu á, không biết ba suy nghĩ gì không hiểu nữa, mà cứ hỏi về trả lời rồi một ngày các con sẽ hiểu mà Không không nói ra không biết ông có cái uẩn khúc gì anh rồi đó, ha. không biết có cái gì, bởi vậy nó cứ ăn sâu vô cái trong trong cái đầu óc anh á, như chơi hề cuộc chơi ly, anh chụp nguyên một cái hồ sơ, anh photo nguyên một cái hồ sơ của ba rồi giấy tờ đó ba gửi cho như chơi hề cuộc chơi ly mười mấy năm nay rồi, điện tới thì cứ đang cho đội tìm kiếm mà chứ không có trả lời lại đó. Rồi anh cái thời gian đó anh coi như chơi hề cuộc chơi ly, anh khóc vợ con về anh phải chạy đi trốn, anh khóc lắm, anh bị giống như là nó ám ảnh mình rồi không bỏ ra đó. Rồi anh bây giờ thế này thì trước mắt có cái tín hiệu vậy là em cũng đáng mừng. Rồi anh cứ trò chuyện với bên cô Thông và hỏi thăm thêm anh nha. Rồi nếu có cần em hỗ trợ điều gì em có thể hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ anh. Ví dụ như chẳng hạn như là những cái chỗ thử ADN hoặc này kia đó, thì nếu mà anh có tìm được ở chỗ nào mà nó gần gũi hoặc là nó thuận lợi thì anh xét nghiệm. Còn nếu ví dụ như khi anh cần em hỗ trợ thì em sẽ cho cái địa chỉ để đôi bên xét nghiệm ADN ở đó, hoặc là có những điều khác nữa mà em có hỗ trợ được cái điều gì thì em sẽ
hỗ trợ anh ha. Trước mắt là chúc mừng anh ha. Dạ. Đây, qua. Cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều lắm, với cảm ơn cộng anh giờ nói đi tìm đó, em mới đi về tìm nó mà đâu có biết đâu mà tìm. Thì được cái bác 94 tuổi với bác 96 tuổi bác nói vậy, thì nói trong thôn có ông đó dạy vậy rồi thì chỉ biết vậy thôi, chứ còn cũng không có biết được là coi như là còn ở ngoài quê hay không nữa. Mà câu chuyện của anh là cũng may mắn á, may mắn vì em mới đăng được có 4 tiếng đồng hồ nay á. Đăng từ trưa nay mấy 4 tiếng đồng hồ nay, 4 giờ chiều có tới tin nè. Cũng nói thiệt cho nó nhẹ cái đầu anh chứ trong gia đình 5 người con mà cứ anh cứ bị ám ảnh không à. Ám ảnh về coi như ba nói giờ ba đi ra ngoài ba đâu có thua thiệt gì ai đâu, ba cũng chữ nghĩa ba cũng ấy mà, ba đi làm quản lý, ba đi cấp giữ kho xăng kho dầu đồ không, chứ ba đâu có phải đi làm đi cày như người ta, cũng đi có thời gian hay ba đi lái mấy cày mấy ủi có. Nhưng mà sao mà tại sao mà ba lại giờ ba mất ba nằm lạnh lẽo một mình, không có anh em họ hàng gì hết, giống như là cây cục đỏ đâu dưới đất nẻ trui lên giờ anh cứ ám ảnh rồi. Rồi ok anh, thôi tạm thời trước mắt là chúc mừng anh, rồi anh lo công chuyện đi, rồi có gì anh em mình trao đổi tiếp nha anh nha. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều. Rồi bye bye anh.